Chị nhớ này các bạn. Cho con nước, cho con cái bát. Ngồi đây. Một cái bát đầu. Chân ra đây. Chú lấy thêm mấy cái nữa. Ở kia bạn kia kia anh kia anh kia chàng thử có hạ cái. Ở phòng biệt thiếu là cái này các bạn nhé. Phải làm nữa. Tối ra bắt cơ cáo đi. Có ba ăn cơm, có ba mẹ ăn cơm. Ok. Ba mẹ ăn cơm, ba mẹ ăn cơm. 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 Cái kia ba. Quậy hết. Rồi con bia chân gà thịt nướng mực lạ. Ao. Xin một cái đặc. Cái mực mới đi câu được sao mà phơi gấp. Lạc thì người chồng vừa giữ. Chân gà mới chặt trộn. Mời các bạn nhé. Chào các bạn đi chứ. Thư phải cầm hai cây hai cân. Đó. Chào các bạn. Ăn cơm đi các bạn ơi. Đi kéo. Này mình đi hoàn mà. Liên hoan tổ chức sinh nhật lần 2. Hậu sinh nhật. À. Bạn có nước ngon mực. Mực một thân ngày sinh nhật. Con gà nướng, thịt ba chỉ nướng, mực nướng, này qua đồ nướng, lạc rang. Thôi bài ca mới ngon. Anh già nướng. Ao ao. Thịt nướng này ngon. Mình ta nó ngon, chả có cái gì ngon. Chấm cái nước sốt thần thánh nha. Bay tát đâu nước chấm hải sản các bạn. Còn đi ship từ Trung Quốc. Đảo Ngọc Phú Quốc về đó các bạn. Nước chấm thần thánh ai cũng chấm mát ai cũng mềm. Mềm ta ơi. Đó mà chẳng rất được mềm đâu. Ngồi luôn đây nữa. Ngồi đây chấm đầu. Nhớ này các bạn. Cho con đây, nước, ngồi nước. Ngồi cho con cái bát. Ngồi đây một đây. Một cái bát đồng. Chân ra đây. Chú lấy thêm mấy cái nữa. Ở kia bạn kia kia đi. Anh kia đi chàng thử có hạ cái. Ở phòng biệt thiếu là cái này này các bạn nhé. Mời các bạn nhé. Thank you.
Đấy, thì như cái ăn giống từ bữa từ đầu Thank you.